Xin chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn một cái món chay nữa ha. Món này là sườn xào rau củ chay nha các bạn. Thì các bạn nhìn cái món này nó đầy đủ màu sắc, rất là hấp dẫn ha. Nó cung cấp cho mình rất là nhiều vitamin và cái chất xơ các bạn. Và nếu như các bạn muốn biết mình làm cách nào để có một cái miếng giống như cái miếng sườn mặn thì mời các bạn cùng vào bếp và thực hiện món này cùng với mình ha. Rồi thì nguyên liệu ở đây mình cũng sẽ chuẩn bị một vài nguyên liệu nha các bạn. Trước tiên thì ở đây là mình có một cọng cần tàu đó các bạn. Mình cắt khúc ha. Rồi mình có hai tép tỏi mình băm nhuyễn luôn nha các bạn. Một đoạn bơ rô mình cũng băm nhuyễn luôn. Bơ rô mình chẻ ra ha, rồi mình sắc lại rất là nhanh nha các bạn. Mình có ớt chuông vàng ha. Thì mình lấy tầm khoảng 1/4 trái ớt chuông vàng nha các bạn. 1/4 quả ớt chuông xanh, 1/4 trái ớt chuông đỏ. Thì mình sắc ra với cái miếng vừa ăn với cái khẩu vị nhà mình thôi ha. Mình thích sắc dài vuông thì mình sắc vuông. Ở đây mình sử dụng nửa củ hành tây nha các bạn. Mình hành tây thì mình cũng chẻ múi cao luôn nha. Mình sử dụng tiếp tục là một trái cà chua. Trái cà chua này mình cũng vẫn là chẻ múi cao giống như là cái phần cũng giống như là của hành tây ha. Rồi thì cái phần khóm thì ở đây mình sử dụng là nửa trái khóm nha các bạn. Xin lỗi, ở đây mình sử dụng 1/4 trái khóm nha các bạn. Và mình sử dụng một miếng đậu hũ dài như thế này nha. Nếu như các bạn không có đậu hũ dài thì mình có đậu hũ vuông thì mình sử dụng khoảng 2 miếng ha. Cái phần khóm á, sau khi mình cắt cái cuống ra á, thì cái lõi cuống khóm ở giữa trái ra thì mình đừng có bỏ ha, mình sử dụng lại để mình tiếp tục làm nha. Thì cái lõi khóm đó, cái cùi khóm đó thì mình sẽ cắt cái miếng hình chữ nhật như thế này ha. Rồi mình sẽ ghim vào trong cái miếng đậu hũ như thế này nè các bạn. Mình dùng dao mình rạch một lỗ nhỏ nhỏ thôi ha, rồi mình nhét cái cùi khóm vào ha. Đó, các bạn nhìn thấy nè, rất là giống cái miếng sườn rồi nha. Mình cho vào đây nửa muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh đường, 1/4 muỗng cà phê tiêu, và một muỗng cà phê nước tương nha các bạn. Để mình ướp cho cái phần này nó, cái phần đậu hũ này nó thấm gia vị, khi mình ăn nó sẽ ngon hơn ha các bạn. Rồi mình sẽ trộn đều và mình để đây nha. Mình để cho nó thấm gia vị khoảng tầm khoảng 10 phút ha. Tiếp tục ở cái phần này thì mình dùng 3 muỗng canh bột chiên giòn nha các bạn. Và mình cho nước vào, mình cho tầm khoảng 5 muỗng nước đó các bạn. Các bạn nhìn thấy nè, cái bột của mình nó sền sệt như thế này ha. Để mình áo cái phần bột này mình chiên nha các bạn. Đó, các bạn cho vào chảo và các bạn chiên vàng lên như thế này nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho chảo lên trên bếp, mình cho vào trong chảo tầm khoảng 1,5 muỗng canh dầu ăn ha. Tiếp tục thì mình sẽ cho cái phần hành bơ rô với lại tỏi vào nha các bạn. Mình phi lên cho nó vàng, nó thơm lên ha. Khi mà nó thơm lên rồi thì mình sẽ cho hết cái phần khóm vào, cái phần nấm bào ngư và cái ớt ha. Ớt chuông đó thì mình sẽ cho hết vào. Mình xào nhanh tay với cái lửa lớn nha các bạn, để cho cái phần rau củ của mình nó không có bị ra nước ha. Rồi tiếp tục thì mình sẽ cho vào đây một muỗng canh tương cà nha, một muỗng canh đường và một muỗng canh hạt nêm chay ha các bạn. Rồi mình sẽ tiếp tục xào để cho cái phần gia vị nó thấm vào cái phần rau củ nha. Thì mình sẽ cho vào đây tầm khoảng 5 muỗng canh nước để cho cái phần rau củ với lại cái phần gia vị nó thấm đều hơn, với lại nó không có bị khét nha.
Sau khi cái gia vị tan hết rồi thì mình sẽ cho hết cái phần cà chua với lại cái phần củ hành tây vào ha. Và mình tiếp tục cho hết cái phần đậu hũ. Đầu là mình đã chiên lên đó bạn. Thì mình sẽ cho hết vào ha. Mình đảo nhanh tay rồi mình sẽ cho luôn cái phần cần vào nha. Mình đừng có xào lâu quá, xào lâu quá thì cái phần cái phần đậu hũ nó sẽ bị ướt lại, nó không có ngon, nó không có còn giòn nữa nha các bạn. Rồi sau khi mình cho cần vào thì mình sẽ tắt lửa nhắc xuống nha. Món ăn của mình cũng đã xào xong ha, mình cho ra dĩa nha các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Nhìn nó đầy đủ màu sắc mà cái miếng đậu hũ mà mình giả sườn đó thì nhìn cũng rất là giống luôn nha các bạn. Và sau cùng thì mình sẽ cho lên trên đây một ít tiêu để cho thơm ha các bạn. Ăn nó cái làm cho cái khẩu vị mình, nó kích thích khẩu vị mình ngon hơn nha. Và cái món ăn này thì mình sẽ ăn chung với một ít nước tương và một vài lát ớt ha các bạn. Rồi thì cái video mình xin kết thúc ở đây nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha các bạn. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ cái video này giúp mình ha.